Rồi, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay mình sẽ ăn thử lần đầu một cái củ rất là kỳ lạ cho các bạn xem. Ê, kỳ lạ, rất là kỳ lạ. Đây như là một con quái vật nhỏ nhỏ có ba cái chân. Đây mình để cái chỗ này đen đen với đỏ đỏ như là con mắt cho bạn xem. Đó là cái chỗ con mắt của nó. Một cái đuôi. Bên này thì cũng có những cái chân. Rất là kỳ lạ. Đây dưới này cái bụng, lưng và xương sống. Củ này thì đây như là cái mỏ của nó và cái mũi của nó. Nó bên tiếng bên Tây, bên Pháp nó kêu là topinambur. Topinambur nó là một cái củ, cái màu nó hơi trắng trắng, hơi trắng trắng, hơi tím tím, hơi xám xám. Mình mới thấy nó thì đã mua ăn ăn thử. Mình không biết ở bên bên Mỹ có không, hay bên nước khác của Âu Châu nghĩ chắc có, bên Việt Nam thì mình không biết cái này nó có không, mà thấy nó rất là kỳ lạ. Nó như là một cái củ mà người ta có nhiều cái cách ăn, mình cũng không biết ăn sao, thì bây giờ mở ra cho các bạn xem. Thì cái này để coi nó có cái mùi gì không. Cái mùi đất, mùi đất, chứ không có mùi gì hết, không có thơm gì hết. Nó là một cái mùi đất, tại vì nó chắc là nó lấy tên từ dưới đất. Mà cái màu nó rất là ngộ, nó tựa tựa như củ gừng, nhưng mà nó chỗ mềm chỗ cứng nha, chỗ mềm chỗ cứng ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt nó ra cho các bạn xem. Bây giờ cắt làm sao đây? Cắt đầu thì tội nghiệp, cắt đầu thì thấy tội nghiệp quá. Thôi bắt đầu cắt chân đi. Rồi bây giờ cắt nha. Cái này nó rơi ra những cái gì mà nó tùm lum à, thấy như đất vậy. Rồi bây giờ cắt cái này. Đây, cắt ra rồi, các bạn thấy nó là trong này nó có một cái chỗ nó hơi mềm mềm. Cái này mình bỏ qua bên đi. Rồi bây giờ mình sẽ gọt nó nha. Mình không có biết nó ra cái quái gì đây nữa. Các bạn nào mà biết cái này là trái gì, củ gì chứ không phải trái, cái này trái, cái này cái củ chứ không phải cái trái, thì biết cách ăn thì ghi trong comment để mình biết mình làm. Cái này là chỉ thử thôi. Mình thấy nó cũng như là giống như là khoai lang tây vậy. Thì cái này nó ra ngoài không khí á, là nó thành hơi màu xám xám lại rồi, hơi xám xám. Đây là cái củ mình đã gọt ra rồi. Bây giờ để xem coi có mùi gì không. Cái mùi đó, mùi đó cũng khá là thanh. Mùi nó hơi không biết diễn tả sao, nó hơi
nó cũng thơm thơm mà thơm nhẹ, rất là thơm nhẹ, thơm mát á, như là cái gì, cái này là nó giống như cái gì nè, nó giống như là cái mùi kiếm quậy à, cái nó giống như cái mùi củ năng, cái củ năng á, các bạn biết củ năng mà ha. Nó giống, đúng rồi, nó giống như cái mùi củ năng vậy. Giờ mình ăn thử cái này nha. Chà, không biết ăn sống này có bị đau bụng không. Ok, ăn đại đi. Nó giòn à, giống như là củ sắn nha. Nó mùi nó hơi giống, không phải củ sắn, củ năng. Rất là giòn. Có hơi lạc lạc. Hơi giòn giòn. Hơi lạc lạc, hơi là giòn. Không, hơi lạc lạc mà rất là giòn, chứ không phải là hơi giòn giòn. Cái này là rất là giòn. Lạc lạc. Có cái vị ngọt như là các bạn ăn cà rốt vậy. Ăn cà rốt sống nhưng mà nó thơm thơm hơn một chút xíu. Nó thơm hơn cà rốt một chút xíu. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt thêm cái này để mình đi mình làm thử, làm thử cái này. Bạn thấy không? Cái mặt của nó cũng ghê lắm. Thấy không? Chân có mắt rồi, tại vì cái củ này mình lựa nó vậy. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái này. Cắt thêm. Đó, cắt thêm cái này nha. Mình đi bỏ vào cái này đi. Mình sẽ cắt thêm cái này rồi mình đi làm thí nghiệm. Mình sẽ đi bỏ nó vào microwave. Tức là microwave hình như là các bạn gọi nó là máy vi sóng hình như vậy ha. Nếu mà có trật các bạn sửa giùm mình nha. Máy vi sóng á, hình như mình nghĩ là cái đó là máy vi sóng, tự mình nghe. Mình nghe các bạn nói thì nghe nói là cái đó là máy. Thì microwave là tiếng Mỹ. Micro-ondes là tiếng Pháp. Tên nó micro-ondes. Máy vi sóng. Thì các bạn thấy không, cái này á, nó mình cắt nó ra rồi á, thì một chút xíu nữa nó ra, cũng như nó ra ngoài ngoài không khí ở ngoài đó, thì nó cái màu nó đậm lại, cũng tựa tựa như là cái trái, cái củ khoai lang tây. Rồi bây giờ mình đi mình làm cái này rồi mình sẽ trả lời nha. Mình làm, mình mới cắt thêm một miếng nữa rồi mình đi sẽ làm miếng này. Các bạn thấy nó, cái hình dạng nó rất là gì lạ, bạn thấy không? Trong này nè, mình cắt mỏng á thì nó hơi trong trong, rất là đẹp. Bạn thấy không? Cái hình nè, ở trong này nè ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái này, mình đi thí nghiệm nha. Thành ra nếu mà nó không ngon thì mình sẽ nói các bạn, thì các bạn đừng có thí nghiệm giống như mình. Thành ra mình sẽ làm thí nghiệm trước cho các bạn. Các bạn thấy mình làm kênh YouTube có khổ không? Tại vì giờ phải đi thí nghiệm. Thí nghiệm ngon thì người ta nói được rồi, để tôi bắt chước theo. Còn mà ghê rợn quá đó, cay đắng hay là cái gì đó thì mình phải chịu hết. Các bạn thấy nó khổ sở chưa? Rồi bây giờ mấy cái này chưa xong, cái này cho nó xong rồi. Bây giờ mình
mình đi lấy cái này mình đi thí nghiệm ha, rồi mình trở lại mình nói chuyện tiếp với các bạn nha. Rồi ok, rồi bây giờ mình đã trở lại với các bạn đây. Đây mình có một chút đường. Cái này mình đã thí nghiệm, mình bỏ nó vào microonde, tức là máy vi sóng. Giờ mình thử nha. Bây giờ nó lại mùi khác. Bỏ vô microonde, nó ngọt. Ngọt ngọt. Cũng rất ngon, tại vì nó giòn giòn như là củ năng của mình. Giống tựa tựa vậy. Cái này mình đã bỏ vô lò. Cái trước thì mình đã bỏ vô máy microonde rồi. Trong vòng 20 giây. Cái này mình bỏ vô lò mình nướng. Mình nướng trong vòng khoảng chừng 1 phút. Mình nướng thì cái mùi nướng nó rất là thơm. Rất là thơm. Giờ mình để mình hửi coi nó có mùi gì nha. Đây là một cái mùi rất là ngon. Lúc mà nướng. Để mà các bạn làm thử. Bây giờ mình ăn thử cái nướng. Cái này nướng nha. Thấy nó hơi khô hơn cái làm trong cái microonde một chút xíu thôi, nhưng mà nó không có mềm, nó vẫn rất là giòn, đúng không, ngọt liệm à. Rất là ngon. Cái này coi xấu xí vậy đó. Cắt ra ở trong này ăn sống cũng rất là ngon. Bây giờ mình chấm chút đường vàng nè. Đây rồi mình sẽ có kế hoạch mình làm cái đồ ăn về cái này. Đồ ăn chơi mà ha, cái này làm đường nha. Ngon à. Ngon lắm. Mà ăn luôn. Cái này thử thôi. Mình thử. Mình thí nghiệm thì sao đâu. Mình phải làm. Mình phải làm mình ăn nữa. Đây, các bạn thấy không? Hết cái đường này nha. Chà, cái này topinambur này, trời ơi, con này ăn làm sao mà giờ còn con bên à, quá khách cha nó cái bên phía này nè, tội nghiệp không. Ok, úi chà, thôi rồi bây giờ cái mùi cũng rất là ngon. Thì bây giờ mình mới thí nghiệm ăn sống cái củ này. Không biết ăn sống được không, mà ăn sống thì cũng ok. Nhưng mà để vô máy vi sóng, máy microonde, tức là microwave bên Mỹ, tiếng Mỹ, thì cũng được, nhưng mà nó không có thơm. Mà cái lúc mà nướng trong nướng nó chừng một phút à, cắt nhỏ nhỏ ra rồi bỏ vô nướng thì nó rất là thơm. Thì có thể mình nướng thêm nữa đó, thì nó nhưng mà nó rất là giòn và có nước ở trong à, thành ra cũng rất là hay hả. Mình mới ăn lần đầu nhưng mà mình
thí nghiệm cho các bạn và nói cho các bạn biết là cái này cái topinambur nha, mình để cái tên ở trên trên cái video của mình, topinambur bán bên Pháp vào lúc này là khoảng chừng tháng 10, 11, tháng 12 thì nó có bán, thì cái củ này rất là ngon. Cái mùi thơm nhẹ nhẹ, tại vì có nhiều cái củ nó nghe cái mùi rất là nồng. Bạn nghe mấy cái củ dưới đất á, thường nghe cái mùi rất là nồng. Còn cái này á, thì mình đi mình hửi nó ở ngoài đó thì nó nghe mùi đất dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình cắt rồi mình ở trong này á coi lại, cái mùi nó rất là không có nồng, nhưng mà rất là nhẹ. Và cái hương vị, cái vị nó hơi ngọt ngọt một chút xíu, như là cà rốt ngọt hơn, ngọt thậm chí mình thấy cũng hơi ngọt hơn cà rốt nữa, thành ra cái, nhưng mà không có cái mùi gì đắng, là không có cái mùi khó chịu. Thì cái này nó giống như là, và nó giòn giống như là cái củ năng ở bên Việt Nam của mình. Rồi bây giờ thì mình gần video đây ha, hẹn các bạn kỳ tới mình sẽ có mấy cái mục khác, và cái này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau, nhưng mà mình có ăn những cái món gì với cái này thì cái này mình thấy được, một cái củ mà rất là thú vị, và cái hương vị nó ngọt ngọt ngào cũng rất là ngon. Rồi bây giờ thôi, nếu các bạn thích thì các bạn ủng hộ bằng cái sub với cái like trong kênh của mình. Mình hẹn các bạn video tới. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và vui vẻ. Xin chào các bạn.